Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của tôi ha. Và hôm nay thì lại tiếp tục một cái phần mà đặt hòa âm cho giai điệu. Và hôm nay chúng ta làm sao để biết cách để đặt hòa âm giai điệu vào những nốt bậc 9. Tôi đã làm những nốt cách đặt hòa âm cho bậc 3, bậc 5, bậc 7 rồi ha, bậc 6 nữa. Những cái cách đặt hòa âm thì hôm nay tiếp tục một cái bài mà tôi sẽ làm mẫu. Đó chính là bài Khúc Hát Thanh Xuân, một bài nhạc ngoại lời Việt. Và bài này phần cuối clip sẽ được trình bày bởi ca sĩ Uyên Thi, là một ca sĩ hát thường xuyên tại phòng trà của tôi tại Hồ Chí Minh ha, ở số 7 Võ Oanh ở Bình Thạnh. Các anh chị mà có dịp thì có thể chúng ta đến cùng nhau thưởng thức âm nhạc và chia sẻ những cái kiến thức về âm nhạc với nhau. Thì đây là một bài mà ca sĩ Uyên Thi sẽ hát ở trên giọng son trưởng luôn các bạn này, ở trên giọng son trưởng. Thì ở trong bài này thì các bạn nhìn thấy là toàn ngoài những hợp âm cơ bản ra là 7 hợp âm cơ bản đúng không nào? Bậc 1 là đô, bậc 1 là son, bậc 4 là đô và bậc 5 là rê. Song song là giọng mi thứ. Bậc 4 là la thứ và bậc 5 là si thứ. Ngoài ra thì có bậc 7 đó là pha thăng 7. Pha thăng thứ 7 9 5. Thì ở trong bài này các bạn nhìn cái nốt giai điệu này. Rê fa mi rê đô đô la son si rê son fa mi rê. Đó. Si si la son son rê si đô rê la son son. Các bạn thấy không? Một bài giai điệu thì rất là quen thuộc rồi ha. Nhưng cái quan trọng ở đây này, ở nếu mà chúng ta chơi bình thường ạ, thì ở những cái bài như thế này thì chúng ta sẽ là ta ti ta ti ta ra, hoặc là đô đô và la ta ra ra ta ti ti ra ti ta. Nếu chúng ta đặt những cái cách đơn giản là bậc 3, bậc 5 ha, thì ở bài này tôi sử dụng những cái hợp âm nâng cao và có những cái chỗ tôi lấy điểm nhấn để đặt những nốt bậc 9 hoặc là bậc 7. Thì các bạn nghe thấy rất là thú vị. Cái hợp âm đầu tiên tôi sử dụng là hợp âm son trưởng các bạn này. Ti ra. Hợp âm thứ hai tôi về hợp âm là son tam giác 7. Bởi nốt pha ở đây nó là bậc 7 của son tam giác 7. Vậy là ta ti ta ti ra ra. Tiếp tục. Hợp âm này tôi sử dụng hợp âm là son S9. Đó, các bạn thấy không? Và đô đô ở đây tôi sử dụng là đô, đô bát son. Thì các bạn nhìn thấy khúc này tôi đã giữ nốt bay đứng yên này. Ta ri, ta ri, ta ra. Các bạn thấy chưa? Khúc này tôi mới dẫn này. Ti ra, này. Ti ra, ti ra, ti ra, ti ra. Thì khúc này tôi dẫn một hợp âm đó chính là rê trưởng bát pha thăng. Là nốt la là bậc 3 các bạn nhé. Này. Nốt la là bậc 3 của ta ti. Yeah. Để về hợp âm mi thứ 7 ở đây. Đó. Ti da ti ta ti da ti da. Đó. Nếu mà ở đây thì nhiều bạn sẽ là giữ nguyên mi này. Ta đi ta ti ta ti ta. Thì các bạn sẽ về về si thứ. Nhưng ở khúc này tôi muốn tạo một điểm nhấn và tôi muốn tạo một sức hút mạnh để về về si thứ. Thì tôi sử dụng một hợp âm ở đây, đó chính là hợp âm pha thăng 7 át. Các bạn nhé. Bậc 9. Cái nốt son đây nó sẽ là bậc 9 này. Này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Và các bạn lưu ý nhé, và chính xác cụ thể hơn khúc này nữa thì phải ghi là pha thăng 7 trừ 9 là đây. Và nốt son này nó trở thành bậc trừ 9 của nốt son này là bậc trừ 9 của pha thăng 7 trừ 9 ha. Các bạn nhìn này. Ta ta ra ta ta ti ta ti. Lúc này tôi mới về, tôi mới về si thứ 7. Bạn nghe lại thi đầu nhé này. Ti ra ti ra 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 ti ra 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 ta ti ta ti. Bạn nghe thấy thú vị không? Thì cái bậc 9 trừ luôn luôn là tạo điểm nhấn rất là mạnh. Các bạn nào mà đã học về khoa học của tôi, về tập 2 về hòa âm đệm hát, thì tôi nói rất nhiều về những hòa âm nâng cao, và đặc biệt là những hợp âm trừ 9, cộng 9 hoặc là trừ 5 hoặc là thăng 5. Nó tạo những điểm hút rất mạnh để về những hợp âm đằng sau nó là những hợp âm thứ mềm á. Thì đằng trước là những hợp âm căng thì giải quyết nghe rất là dễ chịu và làm cho người nghe cảm thấy rất là thú vị ha. Tôi làm lại nhé. Ti ro ra ri ra ri ta ri ra ra ta ri ta ri ta ra. Tí có
các bạn sẽ xem cái phần trình bày của ca sĩ Windy thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi chơi mà tôi luôn luôn sử dụng những hợp âm màu sắc, và đặc biệt là tôi luôn sử dụng những hợp âm nâng cao. Mà tại sao mà những cái phần mà bài phối tôi luôn luôn phải nhìn vào sheet? Bởi vì các bạn biết có nốt nhạc, có sheet thì chúng ta mới biết cách để làm sao dẫn dắt hòa âm dẫn hoặc là hợp âm dẫn. Cái khúc này tại sao mình không vào là ti ti và son trưởng mà tôi vào là đô tam giác 7 này. Ta ti ra. Các bạn thấy thú vị không? Si nó sẽ là bậc 7 của đô tam giác 7. Ta la là bậc 6 của re trưởng bát đô. Ta ti ta ta đi ra ra ti ra. Đây là một bài nghe rất là hay và tôi rất là thích thú những cái giai điệu viết như thế này. Và khi mà chúng ta biết nắm thêm một chút về hòa âm nữa thì làm cho cái phần đệm của các bạn rất là thú vị. Đó. Và đương nhiên tại sao tôi lại đặt bậc 7 hay là bậc 9 hay trừ 9 ở đây thì đều có những cái nguyên tắc. Các bạn thấy không? Tại vì si thứ đây, các bạn này, nó chuyển về si thứ. Và tại sao tôi dùng pha thăng 7 át đây? Bởi vì pha thăng 7 át là bậc 5 của si thứ, là một trong những cách gọi sử dụng ly điệu. Đó. Các bạn nào mà follow kênh của tôi hoặc là đã như là học viên của tôi thì đều biết sử dụng ly điệu như thế nào. Và đặc biệt tôi có một khóa học riêng tập 7 chuyên về ly điệu để các bạn sẽ thấy rằng khi mà đang một cái giọng son trưởng mà chúng ta lại ly điệu sang giọng si thứ thì sẽ như thế nào, dẫn người nghe đến một cái giọng khác, sau đó lại quay về giọng chính. Nghe rất là thú vị ha. Các bạn xem những cái chương trình của anh nhạc sĩ Hoài Sa, anh phối nhiều chương trình ở The Masked Singer Việt Nam thì các bạn sẽ thấy sử dụng rất nhiều ly điệu và nó làm cho cái người nghe cảm thấy rất là thú vị. Đó, thì các bạn nào mà bị mất gốc thì đôi khi mà các bạn thấy hợp âm này thì các bạn sẽ cảm thấy rất là khó. Đôi khi tại sao người ta chỗ này người ta dùng bậc 7 hoặc là dùng bậc 3 hoặc bậc 5, tại sao khúc này tôi lại dùng son là bậc 5 của gì? Re là bậc 5 của son. Đó, fa bậc 7 của fa tam giác 7. Đó, tiếp tục đô ở đây là bậc 4 của đô bát son. Tại sao? Bởi vì mục đích đầu tiên của tôi muốn giữ nốt bay đứng yên các bạn này. Son tam giác chỉ thay đổi màu ở trên thôi. Son S9 đô bát son dẫn về này. Rất là thú vị. Đó là cái cách mà tùy từng người có thể sử dụng ha. Đó. Còn các bạn bị mất gốc thì tôi rất khuyến khích các bạn nên đi học, bởi vì có rất nhiều bạn email và nhắn tin về cho tôi là thưa thầy em học rất nhiều các kiến thức về hòa âm, hoặc là đọc rất nhiều sách, hoặc là mua rất nhiều tài liệu thì nhưng mà cái phần hòa âm của em nó chưa được màu sắc. Hoặc là một bài cũ như này không biết phải làm sao cho nó hay, cho nó mới đi, thì các bạn có thể là mình bị mất gốc, hoặc là các bạn không được hệ thống kiến thức, hoặc là các bạn học cóp nhặt. Đó. Thì tôi đã ra một khóa học gồm có 5 tập hòa âm từ cơ bản đến chuyên sâu cho tất cả các bạn để hệ thống lại, ví dụ như là S9 là gì, 7 là gì, hợp âm dẫn là gì, đó, câu lót câu dẫn, vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều có hết ở trong khóa học để tôi hệ thống lại để cho các bạn không phải học cóp nhặt nữa. Và điểm số 2 nữa là mỗi một bài học thì tôi đều có giáo trình là file PDF cộng với clip bài giảng đi kèm. Và sau mỗi bài các bạn có câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Và sau 3-4 bài các bạn thực hành bài mẫu thì tôi sẽ sửa ngón cho các bạn, thì học như vậy nó sẽ rất là chất lượng. Và đặc biệt đây là khóa học trọn đời, cho nên là các bạn có thể học sáng, trưa, chiều, tối, đêm các bạn đeo tai phone mà các bạn học. Có nhiều anh chị email về cho tôi là nhờ khóa học của thầy mà em đã thực hiện được đam mê chơi piano của mình. Bởi vì ban ngày đi học, đêm mới có thời gian để mà, hoặc là buổi sáng sớm dậy sớm để học đàn. Và mỗi một ngày các bạn chỉ cần dành khoảng 30 phút thôi, sau 6 tháng đến 1 năm thì các bạn sẽ thấy là mình chơi đàn nó hay hơn, màu sắc hơn và thay đổi rất là nhiều. Sẽ giúp cho anh chị sẽ luôn luôn được phát triển mỗi ngày. Và tôi luôn 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 để bên cạnh để động viên khuyến khích cho anh chị, để anh chị có thể thực hiện đam mê chơi piano của mình. Và bây giờ các bạn hãy cùng thưởng thức bài Khúc Hát Thanh Xuân được trình bày bởi ca sĩ Windy. Và các bạn nghe và các bạn thấy thích phần nào, các chị có thể comment cho tôi biết. Và đặc biệt là trong những cái kiến thức mà tôi sử dụng trong cái bài này thì có rất nhiều những hợp âm màu sắc đằng sau, thì các bạn có thể nghe thêm ha. Và những cái clip sau tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn những cái kiến thức cụ thể hơn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức. Thank you.
như vì tình ai tiếng hát lên buồn. Nói với nhau thương yêu rồi, một ngày con mới đôi mươi, rồi nắm tay cùng nói vui những câu em không rời vai, rồi là nơi hình dáng ai vứt xa biến vào nẻo khơi. Từ đó khi xuân tại hồi cho buồn vui thương nhớ tới xa rồi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và đó là một bài hát rất là hay, với mong muốn cho anh chị có một phần học nó rất là trực quan, vừa ở trên sheet có hòa âm và có ca sĩ trình bày hát live anh chị nhé. Đây là tất cả những cái chương trình mà hát live hàng tuần ở bên phòng trà của tôi vào ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần đó, và các anh chị sẽ thấy nó rất là trực quan để giúp cho anh chị sẽ thấy rằng là mình luôn luôn có hứng thú để mình học đàn mỗi ngày. Và hy vọng rằng là những cái kiến thức hôm nay sẽ giúp cho anh chị có thể chơi đàn tốt hơn. Và anh chị có câu hỏi gì hãy comment cho tôi biết. Và anh chị quan tâm đến khoa học thì hãy vào website haipiano.com hoặc email cho tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả anh chị. Cảm ơn chị rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.